Rồi niệm tăng. Niệm tăng là niệm cái bài Suppatipanno. Đó là chư tăng là những vị thực hành đúng theo chánh đạo, là những người thực hành đúng theo chánh pháp, là những người đi theo con đường bát chánh, là người nhận những vị nhận thức rõ tứ đế. Tóm lại tăng gồm có bốn đạo bốn quả, có nghĩa là tăng là gồm những vị thánh. Tăng là những vị xứng đáng được lễ bái, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được tôn trọng. Thì đó là sự tóm tắt thôi, sự tóm tắt. Còn khi mà chúng ta tùy niệm á, thì chúng ta sẽ đào sâu hơn về những cái ân đức đó. Mà cái đó thì trong phạm vi của một cái thời vấn đáp thì sư không có nói, không thể nào nói hết được cho quý vị. À, sư chỉ nói gọn thôi. Niệm thiên là gì? Niệm thiên á, là nghĩ rằng những vị trời có những cái đặc tính nào và mình cũng có những đặc tính tương tự như vậy. Ví dụ như những vị trời là những vị có đức tin thì bản thân mình cũng có đức tin. Những vị trời là những vị có giới thì mình cũng là người có giới. Những vị trời là những người vị hào sảng thì mình cũng là người hào sảng. Đó. Đó là chúng ta niệm nghĩ đến những cái đặc tính của vị trời và chúng ta xem là mình cũng có những đặc tính đó. Đó là niệm thiên. Niệm niết bàn là chúng ta nghĩ rằng đó, cái cảnh giới niết bàn là cảnh giới tịch tịnh. Ở cảnh giới đó không còn tham ái, không còn đau khổ, không còn các pháp bất thiện. Đó là niệm niết bàn. Quý vị thông cảm, tại vì trong cái phạm vi của một cái thời vấn đáp thì sư không thể nào sư nói nhiều, nó quá mất thời gian, tại vì còn rất nhiều câu hỏi. Mà những cái này đó, ví dụ như là niệm tăng, niệm thiên, niệm niết bàn, thì mỗi một cái như vậy đó thì muốn mà giải cho nó rõ có khi nó mất khoảng 2 buổi giảng, 3 buổi giảng hoặc là 5 buổi giảng nó mới phân tích cho hết được.